Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn theo dõi chương trình Y khoa phục vụ đời sống với chúng tôi. Trở lại với phần 2 của chương trình là những câu hỏi tiếp theo. Khi bị stroke, có nên lễ 10 đầu ngón tay của bệnh nhân hay không? Vâng, quý vị có nghe những cái bài báo cả mấy năm rồi chứ không phải bây giờ, thỉnh thoảng nó cũng pop lên và có một số bệnh nhân vẫn tin vào điều đó. Có vài bệnh nhân tới xin tôi kim để về làm gì, để lễ 10 ngón tay, lỡ ông chồng bị stroke, tôi xin bác ngừng lại, bác gọi 911 cho tôi nhà nha, chứ đừng có đè xuống cạo gió bấm huyệt giác lễ 10 đầu ngón tay hay dựng lại kéo lỗ tai, cứ cho ông nằm một chỗ đó thoải mái rồi gọi 911. Nếu mà ông tắc thở hay là gì mới hô hấp nhân tạo, nếu mình biết được, mình biết cách hô hấp nhân tạo thì mình làm, không biết thì người 911 họ tới ở đây, 911 nhanh lắm, có 5 phút người ta tới liền. Mà mỗi phút là mỗi quan trọng. Tôi nói với quý vị là mà bị tai biến mạch máu não vô trong 3 tiếng đầu tiên thì người ta làm khác, sau 3 tiếng người ta thường làm khác, người ta thường hỏi là bị lúc mấy giờ, cho quý vị cho làm thoải mái, biết lúc triệu chứng đó, tức là méo mặt, nói không được, do tay không được, do chân không được, đi không được, thì lúc đó mấy giờ. Chứ đừng có lễ 10 ngón tay, theo cái lý thuyết của họ nói là lễ 10 ngón tay á, là máu nó sẽ chảy ngược xuống ra 10 ngón tay, khoảng chảy vô não. Ta nói là máu độc chảy ra. Máu độc đó ra, không có màu độc nào hết đó. Làm sao mà lễ 10 ngón tay dù có chảy máu trong đồng xong nó chảy ngược ra như vậy được, không có lý. Mà đa số là ngặt, 80% là ngặt động mạch chứ không phải là chảy động mạch. Rồi họ nói tiếp luôn là dựng lại, miệng méo thì kéo hai lỗ tai, các là lễ hai cái giái tai nữa. Ôi giời ơi, nghe nó đơn giản, nó dễ nhưng mà nó thường khoảng phản khoa học và nó không đúng. Và thứ ba nữa là quý vị cũng nói là ok, bây giờ ở những cái nơi mà chúng tôi không có bác sĩ, không có cấp cứu, không có gì hết, thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta vẫn có thể làm những cái chuyện dân gian đó nếu chúng ta còn nước còn tát, nhưng mà tôi vẫn không tin nó hết được chút nào. Vẫn để cho quý vị đó an ủi quý vị, đừng cho mấy cái ví quý vị đó sợ hãi đi, bị stroke người ta sợ lắm quý vị. Tuy nhiên là đa số stroke là không có đau, nhưng mà người ta sợ. Người ta có nhận thức sợ, được không? Cái biết người đó chứ. Stroke đó, nó một phần não nó chết, nhưng mà đa số là stroke nhỏ, tức là nó chưa có chết những cái khu trung tâm mà nhận biết. Nếu mà chết trung tâm là họ có thể qua đời rồi. Còn những cái này thì họ còn nói, mình nghe nhiều lúc họ ú ớ, họ nói không được nhưng mà họ nghe, họ hiểu được. Nhưng mà mình cho người ta nằm xuống rồi cho thoải mái, cái chỗ thoáng mát, an ủi người ta để cho huyết áp nó đừng tăng lên, nó làm cho người ta lo sợ hơn. Mình cứ nói là có gọi người giúp rồi, xe cứu thương đang tới, sẽ bình an thôi. Rồi đừng có lễ 10 đầu ngón tay. Lễ tới là có thể là mấy người 911 họ chạc nữa. Họ nói là mình abuse bệnh nhân nữa. Có một vài quý vị lại nói là đừng có gọi 911, đừng di chuyển đi đâu hết, tại vì mấy cái vi mạch trong não nó sẽ bể ra. Ôi đúng trời, không ạ? À? Đúng không? 911 có nhiều người tới, ta nói đừng có lay sốc. Không, mình đó ai nằm đó làm lay sốc làm gì? Cứ cho người ta nằm. Mình không cũng con cớ, mình cũng không tin là lay sốc để bể mạch máu. Nhưng mà làm gì mà hành hạ người khác như vậy? Nhưng mà khi mà nhân viên 911 tới, cản đừng có cho chở đi, tại vì chở đi nó sốc, nó bể. Tôi thấy có nhiều bài báo nói như vậy, rất là tội nghiệp những cái người đó nói, thì nó làm nguy hiểm cho bệnh nhân hơn. Nó rất là nguy hiểm. Và cái sự mà nói chuyện ở đây á, tôi nói là có một số người họ dựa vào những bằng chứng không khoa học. Tôi tin quá, tôi tin thôi. Cãi máy cũng không được. Còn nếu chúng ta tin vào khoa học thì chúng ta đừng có nên lễ 10 đầu ngón tay, gọi 911 cho tôi. Ok, cho họ tới cấp cứu đàng hoàng. Không có lễ, không có cạo gió bấm huyệt gì trong lúc trường hợp này. Dạ vâng, lúc trước mình cũng có nói là nếu như mà bị stroke thì cái thời gian mình báo cho 911 càng sớm thì càng tốt. Vâng. Đưa vào bệnh viện càng sớm càng tốt. Vâng. Phải không ạ? Vâng. Bác sĩ có thể nhắc lại không? Vâng, cái lý do mà chúng ta stroke á, mà báo vào bệnh viện đó, thì người ta chở vào bệnh viện, người ta tính cái thời gian từ lúc bị stroke tới lúc mà người ta chích thuốc để loãng máu, phá cục máu bầm lên, là trong vòng khoảng 3 tiếng mới hiệu nghiệp.
À, cho nên chúng ta nhớ là cái triệu chứng đó chúng ta bắt gặp lúc mấy giờ. À, nếu chúng ta không biết lúc mấy giờ thì thường người ta không làm nữa. Khi nào thì mình biết để bệnh nhân có dấu hiệu gì để mình tính giờ? Cười nói giơ tay Cười nói ngọng giơ nghịu, tay. cười nói giơ tay mặt méo, cười để làm gì, thấy mặt không méo. Không phải là cười méo mó là đau khổ, là tự nhiên mặt nó méo, thường không có đau đớn. Nói ngọng nghịu, không phải là ngọng nghịu là tự nhiên, chứ không phải là do tình yêu tới rồi rồi blind date chúng ta nói ngọng nghịu là chuyện thường. Rồi tự nhiên tay chân bị thế là bị liệt, dở lên không nổi, hay cài nút áo không được nữa, hoặc là đang đi mà xỏ cái chân vô dép nhấc lên không nổi nữa. Nó khác hẳn với trường hợp chúng ta ngồi lâu một chỗ, chân tay nó bị tê, chúng ta đi lấy đứng không lại, đó là chuyện thường. Đó là không phải não mà những cái dây thần kinh ở dưới chân của chúng ta nó bị ép chặn, nó không có lưu thông được, thì chúng ta bị tê tay, chúng ta đứng một hồi nó hồi phục. Còn cái này là trung tâm não. Đấy, đó là cười nói giơ tay không được, gọi 911 coi giùm cái đồng hồ lúc đó bị mấy giờ cho tôi. Vô họ sẽ hỏi. Mà trong trường hợp đó mình cũng đâu có dám mà cho uống aspirin đúng không? Mình tại Đúng, mình không có biết nó mà bị nó chảy ngãn. hay là ngạn đúng không, đa số là ngạt mạch máu. Nhưng mà ngược lại với lại bệnh tim, bệnh tim đa số là ngạt, cho nên uống aspirin là rất khá là an toàn để cho uống. Vâng. Một cái câu hỏi tiếp theo như thế này. Xin cho biết làm sao để có thể truy tầm ung thư phổi. Truy tầm ung thư phổi. Có cái triệu chứng gì không ạ? Quý vị biết là ung thư phổi vẫn là ung thư giết người nhiều nhất trong các loại ung thư, tất cả ung thư khác gộp lại cũng không bằng nó. Cả cả gần 200 mấy chục ngàn người chết hàng năm, và 200 mấy chục ngàn người tìm ra mỗi năm. Hầu hết là liên hệ tới hút thuốc đấy, hút thuốc liên hệ tới hút thuốc. Nhưng có một số người, một số ít người vẫn bị ung thư phổi mà không có hút thuốc. Cho nên cái hỏi tôi đâu có hút thuốc, nhưng mà Phụ nó đó nữ, là ví dụ phụ có nhiều phụ nữ, nữ. nó xui xẻo, nó thường do second hand smoke, tức là mình không hút mà người khác hút, hoặc là mình không hút mà mình làm ở môi trường có người khác hút. Thứ hai nữa là mình ở những cái môi trường mình hít phải những cái khí độc, cái bụi khí, chất khí ám, thì nó cũng làm hư phổi, nó dẫn tới biến chứng mutation, đột biến là gây ung thư. Rồi một số trường hợp các em rất là trẻ vẫn bị ung thư phổi xui xẻo, rất là xui xẻo. Rồi có thể genetics, nhưng mà đa số 90% vẫn là thuốc lá. Thế nào tôi có cái triệu chứng gì để cho khi mà nói truy tầm á, người ta thường hiểu theo ý nghĩa là làm trước khi có triệu chứng. Giống vậy, như chúng ta đâu có triệu chứng gì của ung thư cổ tử cung, chúng ta phải đi làm pap smear, phải không quý vị? Chúng ta chưa có triệu chứng gì của ung thư ngực mà chúng ta phải chụp hầm ngực, hình nhũ quang. Chúng ta chưa có triệu chứng gì hết, chúng ta cũng đi xoa đục già trên 50 tuổi, 10 năm xoa một lần. Tại sao cái ung thư phổi nó bằng giết người gấp mấy lần những cái ung thư khác gộp lại, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cái phương cách gì để làm để mà truy tìm nó sớm. Truy tìm nó sớm chứ không phải phòng ngừa, truy tìm nó sớm tức là thấy nó nhỏ xíu rồi 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 đa số là ung Mình thư đi chụp phổi. hình được không ạ? Mình đi chụp hình được, Có thấy nhưng không? về có nhưng mà lúc mà thấy á, cái khổ là lúc mà thấy chụp hình chest X-ray á, chúng ta thường chụp là chụp chest X-ray khi thấy nó quá trễ rồi. Quý vị nên hiểu là nó quá trễ rồi thì nó không có hữu hiệu nữa. Nó so sánh giữa người chụp X-ray với người không chụp, cái kết quả chết như nhau. Rồi chúng ta có thể chụp CAT scan. Cái CAT scan thì nó thấy rõ ràng hơn, nó cho nhiều chi tiết hơn, những cái đốm nhỏ hơn, thì chúng ta thấy được ung thư sớm hơn. Nhưng CAT scan á, chúng ta phải chụp chắc cản quang có thể hại thận, chúng ta phải có nhiều phóng xạ gấp cả 100 lần cái chụp X-ray, phải chui qua lò bánh mì để nó scan. Thì nhiều lúc chúng ta làm như vậy thì làm bao lâu, hàng năm hay là 6 tháng một lần, làm nhiều quá chúng ta cũng bị ung thư, không ung thư trâu lành thành trâu què luôn, đúng không? Không phải là do hút thuốc mà do cái phóng xạ đó nó đốt tế bào đó nhiều lần chúng ta bị ung thư, cho nên nó bị stuck chỗ đó. Quý vị phải hiểu cái sự khó khăn của truy tìm. Hiện giờ hội đồng y khoa đề nghị như thế này: những cái quý vị nào hút 30 năm rồi, mỗi trung bình một ngày một gói, tuổi từ khoảng 50, 55 gì đó tới 70, thì những quý vị này có thể đi chụp CAT scan, mà low density CAT scan tốt hơn,
tức là phóng xạ có loại nó chụp low density, à, nó tốt hơn để mà đi. Quý vị vẫn còn đang tiếp tục đang hút thuốc vậy, mấy quý vị là 30 năm từ không có ông nào bảo. Thì nói về cái low density CAT scan, bác sĩ nói như vậy người ta biết vậy, tôi muốn order cái đó được không? Dạ, order thì phải xin phép và có trung tâm đặc biệt nó mới có. À, mới có. Mấy có trung tâm khác nó thường có cái regular thôi. Ừ. Tức là low density low radiation, tức là cái phóng xạ nó chỉ cần một bằng 1/3 cái loại thường thôi. Yeah. Thì chúng ta ráng hút và ráng đi chụp. Còn quý vị nào mà sợ kêu bác sĩ cho em đi chụp X-ray, nhiều lúc tôi cũng chiều, tôi ghét tôi kết chụp hàng năm, tôi em không muốn chui qua lò bánh mì đó, em sợ vô giống như nằm trong cái hòm rồi bác sĩ, sợ quá. Thì tại sao anh không hút thuốc đúng không? Anh tiếp tục hút thuốc. Nói về cái hút thuốc này, có nhiều người lý luận như thế này, một ngày một gói thì là nhiều, có thể là ung thư phổi, nhưng mà có nhiều người nói tôi hút ngày có 7-8 điếu, an toàn thì không? An toàn hơn những người ngày gói, nó giảm đi được 1/3. Tại vì các ung thư nó tỷ lệ sau bao nhiêu năm, cái khối lượng mình hút bao nhiêu. Người tia trung bình. Có quý vị ngày hút 2 gói. 2 gói. Tức là hút 15 năm bằng người hút 30 năm. Vâng. Đấy, có quý vị lúc nào buồn mới hút vài điếu. Hay là lúc có vui bạn bè thì cũng hút vài điếu. Thì cái đó tôi cho qua, tôi bỏ qua. Vâng. À, hả? Kêu một tháng có gặp bạn bè. Thỉnh thoảng nó mời điếu thuốc thì hút cho vui. Thì cái chuyện đó nó chuyện khác. Nhưng mà nó có nghiện không? Mấy người đó họ control rất là tốt. Nó một hai nữa, nhưng mà những người mà hút khoảng nửa gói cho lên ngày á, họ cần cái não quen của họ lúc nào cũng tẩm ướt nicotine. Họ mới function được, đúng không? Dạ, còn mấy người lâu lâu họ mới hút á, thì lượng nicotine không đáng kể. Nãy giờ mình nói cái truy tầm có vẻ là rất là khó khăn, coi khó như khăn. Là như vô phương, nhưng mà có cái dấu hiệu, cái triệu chứng gì không để mình nếu biết. Nếu mà nó phải để chờ tới dấu hiệu triệu chứng, nhưng là tức ngực, khó thở, ho ra máu, mắt căng liên tục, mà không phải do cảm cúm, không phải do số cảm cúm ho vậy hết, thì đây là những triệu chứng chúng ta cần phải đi gặp bác sĩ. Nếu ho liên tục mà không ra máu thì có phải gì không? Ho liên tục mà không ra máu cũng nên cần phải chụp X-ray. Ho liên tục mà ho lâu, trên 1 tháng rồi, thì chúng ta phải đi chụp hình, coi thử nó biết có cái gì hay không. Chưa chắc là ung thư, có thể lao phổi, có thể bị pneumonia hay là những cái chắc gì đó, mình muốn loại trừ những khả năng. Thật đó. Thật đôi khi có cái cục bú trong phổi nhưng mà nó cũng là bú lành. Vâng. Cái bú lành ở trong phổi là một điều rất là khổ cho những cái người truy tầm ung thư phổi. Ví dụ như quý vị đi chui qua lò bánh mì, tôi chấp nhận hết quý vị, tôi đi hết, tôi làm MRI luôn, tôi làm CAT scan qua. Nhưng mà mấy cái này nó cho quá nhiều chi tiết, quá không cần thiết. Mà những quý vị mà thường lớn tuổi rồi hút thuốc nhiều quá, nó thường có những cái vết nám. Hoặc là những cái quý vị trước đây có lao phổi thì nó phải bị cái vết nám trong đó. Thì cái máu này nó độc như vậy thì nó bắt chúng ta phải đi làm sinh thiết, tức là biopsy lấy một cái mảnh đó ra. Mà biopsy của cái phổi nó không phải giống như đi hớt tóc, mà nó còn nặng hơn biopsy của cái ngực của chúng ta. Ví dụ ngực chúng ta có bướu đây, lấy cái kim đâm vô hút ra, đúng không? Lỡ hút chút đau chút xíu không sao. Còn cái phổi chúng ta lấy kim đâm vô hả, loạn chặn nó lủng phổi, lủng phổi nó dẹp xuống là chúng ta bị pneumothorax. Ok. Nó không phải đơn giản. Pap smear quý vị dùng không làm được lúc này, làm được lúc sau, làm đi làm lại 2-3 lần chẳng thấm béo gì hết. Ồ, phổi mà cái kim của chúng ta mà rút qua 2-3 lần lộn chỗ, phổi nó xẹp liền. Vậy trường hợp nó phải sao? Dạ, phổi chúng ta giống như cái bong bóng. Vâng. Đúng không? Vâng. Đó, phải đi phải cẩn thận. Bong bóng chúng ta mà lấy cái kim chúng ta đâm vô thì sao, bong bóng nó sao? Nó nổ. Nhưng mà phổi vẫn làm sinh thiết phải không ạ? Phổi vẫn làm sinh thiết. Khi cần là phải làm. Dạ vâng. Người ta làm sinh thiết bằng cách đi từ ở ngoài lồng ngực đằng trước hay đằng sau vô, hoặc là họ đi bằng nội soi ở phía trong ra. Thì cái nào cũng là khó khăn hơn nhiều so với lại sinh thiết của ruột già, của ngực hay là của tử cung hết. Cho nên mấy bác sĩ cũng nói bây giờ lỡ mà chụp nó có một cái chấm 0.5 đi, 0.8 mm, dĩ nhiên là trên 1 cm mà nhìn thấy nó entry thì lúc nào cũng phải nhìn thấy nó có vẻ ung thư, nghi nó ung thư thì phải làm thôi. Nhưng mà bây giờ nó 0.5, nhìn nửa chừng xung,
không biết em này hiền hay là dữ, đúng không? Ví dụ mới gặp lần đầu quý vị thấy không, có cô đó nhìn đâu có biết hiền hay dữ, nhìn thấy cũng không biết thì không biết làm cái đó, mà bây giờ lấy kim rồi chọc vô thì nó bể phổi, đúng không? Nó rất là khó khăn cho những cái người bác sĩ khi đụng á. Phần lớn mấy bác sĩ mà 0.5 á, họ thường đề nghị là theo dõi. Theo dõi tức là chụp lại lần nữa, chờ khoảng 3 tới 6 tháng chụp lại coi thử nó lớn hơn hay không, để mà có đáng đồng tiền bát gạo để làm hay không. Và kính thưa quý vị, đó là nói về cái phổi. Và ngay sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 3 của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.